chào tất cả mọi người, và Mai Phương lại quay trở lại rồi đây. Nhiệm vụ của Mai Phương thì vẫn như mọi lần thôi, là review cho mọi người những cái mẫu trang phục đang hot hit tại Mega Fashion. Chắc là mọi người cũng khá quen mặt với Phương trong thời gian gần đây rồi, bởi vì là Phương cũng đồng hành cùng mọi người trong một thời gian khá là dài trên fanpage của Mega Fashion rồi. Và chắc là mọi người khi mà nghe Phương review sau đó mọi người mua thì chắc là mọi người cũng có cái sự tin tưởng nhất định, bởi vì Phương thì luôn review về những cái gì mà Phương cảm nhận và những cái gì chân thực nhất ở bên ngoài. Và đây là một cái mẫu váy mà Phương nghĩ rằng là Phương sẽ mang lại nhiều cái sự lựa chọn cho mọi người đây, bởi vì mẫu váy này là một cái mẫu váy mà hầu như ai mà đến Mega Fashion nhìn thấy thì cũng sẽ thích ngay từ lần đầu nhìn. Đó, đây là một mẫu váy dáng suông có chất liệu là len Montergy. Đây cho mọi người nhìn nhá. Chất liệu len Montergy này, co giãn 4 chiều, cực kỳ thoải mái luôn. Có một cái hàng cúc rất xinh ở đây, dạng cổ Đức này. Họa tiết kẻ này, ở phần tay và phần cổ này. Cổ tròn nhá, rất là kín đáo và xinh này. Đó, dáng đằng sau cũng rất là xinh. Phần bụng thì nó khá là rộng, nó sẽ giúp chúng ta che được cái vòng hai nếu mà hơi to. Đấy, chúng ta có thể đóng hết cúc như thế này, hoặc là chúng ta sẽ cởi một cúc ra cũng được. Đấy, len Montergy là len mỏng, có thể mặc mùa hè được nha mọi người, chứ mọi người đừng có nghĩ len là chỉ mặc mùa đông nha. Có thể cởi hai cúc luôn, hoặc là một cúc tùy mọi người nhé. Dạng váy như thế này thì những người tầm từ 30 tuổi đến 50 tuổi đều vẫn có thể mặc được. Không phải là mọi người nghĩ là những cái dáng này thì chỉ có trẻ mặc được đâu. Mà dáng này nhá, Phương đã để ý rất là nhiều khách hàng vào Mega Fashion tầm 45 tuổi mặc cực kỳ xinh và đẹp luôn, tôn dáng cực kỳ luôn, bởi vì nó giúp chúng ta che được cái khuyết điểm ở vòng 2 rồi. Nên là các bà, các mẹ mặc cực kỳ là tự tin nhá. Dáng đằng sau rất xinh này. Em này thì ngoài cái màu nâu, màu nâu vàng này, thì nó còn có một màu nữa, đó là màu đen. Đây, màu đen. Màu đen thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái phù hiệu hơn. Đây, cái phù hiệu phần này không? Một cái điểm nhấn rất xinh của cái áo này luôn này. Đó, màu đen thì dành cho những ai mà thích mặc nhìn cho nó nhỏ nhắn được một chút, và nó giấu dáng được một chút. Ví dụ mặc màu này nó sẽ khoe dáng này, mặc màu đen này nó sẽ giúp chúng ta giấu phần dáng đi. Ví dụ như ai mà muốn mình mặc một chiếc váy nhìn mình gầy đi vài cân thì cái màu đen là phù hợp nhá. Đó, hai em này thì đều có đủ size cho mọi người. Như Phương thì Phương đang mặc size S, còn có cả size M, size L và XL luôn. Đó, tầm trên 50kg thì sẽ mặc size M, từ 55kg đến 60kg thì sẽ mặc L, từ trên 60kg thì sẽ mặc XL. Nói chung là đủ size luôn, các chị em cứ đến việc thử và ấy thôi. Và đặc biệt là nó là chất liệu len nữa, co giãn thoải mái luôn. Đó, mặc rất là thích. Có thể mặc đi chơi thể thao, đi làm, đi du lịch. Có thể đi với giày cao gót hoặc là đi với giày thể thao đều được.